Chương trình nhập vào năm số nguyên và in ra màn hình tổng của bốn số mà sao cho cái tổng đó là nhỏ nhất và lớn nhất. Ví dụ như nhập vào năm số có giá trị là 2, 5, trừ 8, 12, 3 thì tổng của bốn số có giá trị nhỏ nhất là 2, nó sẽ bằng 2 cộng 5 cộng trừ 8 và cộng 3. Và tổng của năm số có giá trị bốn số có giá trị lớn nhất thì nó sẽ bằng là 2 cộng 5 cộng 12 và cộng 3. Nó ra 22. Vậy thì gặp phải cái bài này ta làm thế nào? Nhìn thì ta thấy đây tổng của bốn số lớn nhất mình sẽ lấy 2 cộng 5 cộng trừ 8 cộng 3. Tức là mình sẽ lấy tổng của năm số và trừ đi cái giá trị lớn nhất. Còn tổng của bốn số mà làm sao giá trị lớn nhất thì mình sẽ là lấy tổng của năm số này và trừ đi cái giá trị nhỏ nhất. Vậy thì với cái bài này thì ta sẽ làm như sau. Đây. Ta sẽ lưu bài lại. Khi lưu thì ta sẽ bài này là ta sẽ lưu là bài quan đến là rồi. Vậy viết chương trình thì đầu tiên các em cũng sẽ khai báo thư viện. Rồi, ta sẽ đi khai báo số bố năm số. Cho một cái biến tổng, có một cái biến mi là viết tắt của từ min nhỏ nhất và một biến ma là viết tắt của từ max. Sau đó vào chương trình chính. Đầu tiên ta sẽ đi nhập dữ liệu cho năm biến này, sau đó mình sẽ đi tìm biến tổng bằng a cộng b cộng c cộng d và cộng e. Tiếp theo mình sẽ đi tìm biến mi, nó sẽ bằng gì? Min của a, min của đó. Sau đó biến ma là tìm max của năm số, trong năm số đó max của a phẩy, max của b phẩy, max của c phẩy, max của d phẩy e. Đó, kết thúc một lệnh. Tiếp theo mình chỉ việc in ra cái tổng nhỏ nhất của bốn số, nó sẽ bằng s trừ đi max. Sau đó thì ở giữa chúng có dấu cách và mình sẽ in ra cái tổng lớn nhất. Đó, cái kết quả của bài toán. Ví dụ mình nhập vào là 2, 3, trừ 8, 5, 12. Đó, ra tổng là 2 và 22. 2 là nhỏ nhất và 22 là tổng của 4 số lớn nhất.